Giám đốc điều hành Qatar Airways cho biết sân bay sẽ thiếu lao động trong thời gian tới. Đọc và nguồn nước ở miền Bắc Mexico khô hạn sau những đợt thiếu hụt lịch sử. Liên minh châu Âu tìm cách hàn gắn, khôi phục thiên nhiên bằng luật mang tính bước ngoặt. Đức thực hiện các biện pháp tăng trữ lượng khí đốt cho mùa đông. EasyJet cắt giảm thêm chuyến bay để tổ chức lại công tác vận hành. Golden State Warrior kỷ niệm danh hiệu NBA năm 2022 với cuộc diễu hành qua San Francisco. Xin chào năm cho anh em đang theo dõi chương trình Thế Giới Đó Đây trên kênh của chúng tôi. Và như thường lệ, chương trình ngày hôm nay sẽ đưa anh em đi vòng quanh thế giới để dõi theo những thông tin, sự kiện mới nhất đang diễn ra trên toàn cầu. Và hãy subscribe ngay kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu với nội dung của chương trình ngày hôm nay thôi. Giám đốc điều hành Qatar Airways cho biết sân bay sẽ thiếu lao động trong thời gian tới. Vào hôm thứ Hai ngày 20 tháng 6, Giám đốc điều hành Qatar Airways Abba El Baker đã cho biết tình trạng thiếu hụt lao động tại các sân bay trên thế giới sẽ là một thách thức lớn trong những tháng tới, mặc dù hãng hàng không của ông đang nhận được số lượng lớn đơn xin việc. Phát biểu về tình trạng thiếu lao động trong ngành tại một cuộc họp thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA với các giám đốc hàng không ở Doha, giám đốc điều hành JetBlue, ông Elway Robin Hayes, cho biết ông tin tưởng rằng ngành hàng không sẽ trở lại bình thường mới trong vòng 2-3 năm tới. Tuy nhiên, El Baker nói rằng mục tiêu năm 2050, ròng của ngành đã đặt vào năm ngoái, sẽ rất khó để các hãng hàng không đạt được. Ông cho biết các bên liên quan khác trong ngành, bao gồm các nhà sản xuất động cơ và các công ty dầu mỏ, sẽ cần phải nỗ lực đóng góp về mục tiêu này. Đọc và nguồn nước ở miền Bắc Mexico khô hạn sau những đợt thiếu hụt lịch sử. Mexico đã đối mặt với giai đoạn thiếu nước chưa từng có trong lịch sử, khi các nguồn nước chảy qua khu dân cư của tầng lớp lao động ở thành phố Monterrey đã cạn hơn một tuần trước. Cư dân địa phương đã phải leo lên một đỉnh bể nước của thành phố gần đó để lấy nước về phục vụ cho việc nấu ăn và sinh hoạt. Theo Ủy ban nước liên bang Conagua, do nắng nóng khắc nghiệt và biến đổi khí hậu, hơn một nửa phần lãnh thổ Mexico hiện đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán từ vừa đến nghiêm trọng. Tại khu vực đô thị rộng lớn Monterrey thuộc bang Nuevo León, nơi sinh sống của khoảng 5,3 triệu dân, hạn hán và lượng mưa dưới mức trung bình nhiều năm đã dẫn đến tình trạng thiếu nước trên toàn thành phố. Vào tháng 6, thành phố đã bắt đầu hạn chế việc tiếp cận nước trong 6 giờ một ngày, buộc các trường học phải điều chỉnh lịch học và làm dấy lên sự hoảng loạn khi người dân đổ xô mua nước đóng chai tại siêu thị. Các cuộc biểu tình và sự bức xúc của công chúng cũng đang gia tăng nhằm chống lại việc liên bang nhượng bộ cho phép các công ty sản xuất nước ngọt và bia tiếp tục chiết xuất nước ngay cả khi người dân không có nước. Vào thứ Năm ngày 16 tháng 6, người dân đã chở những chiếc container rỗng tới chặn một con đường nhằm gây áp lực lên chính quyền. Với những tháng nóng nhất sắp tới, cuộc khủng hoảng dự kiến sẽ tiếp tục. Người dân ở quốc gia này đang hy vọng rằng thời tiết mùa hè sẽ mang lại lượng mưa tương đối cho lãnh thổ đang ngày càng trở nên khô cằn này. Các quan chức dự kiến hai trong số các đập chính cung cấp cho khu vực Cerro Prieto và La Boca sẽ cạn nước trong những ngày tới. Liên minh châu Âu tìm cách hàn gắn, khôi phục thiên nhiên bằng luật mang tính bước ngoặt. Ngày 22 tháng 6, Ủy ban châu Âu đã đề xuất các mục tiêu ràng buộc pháp lý để giảm một nửa việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học và khôi phục thiên nhiên, một nỗ lực nhằm bảo vệ sức khỏe tốt hơn và phục hồi các quần thể động vật hoang dã đang bị suy giảm. Luật được đề xuất đưa ra các mục tiêu ràng buộc nhằm tăng quần thể chim ở đất nông nghiệp, đảo ngược sự suy giảm của các loài thụ phấn như ong và khôi phục 25.000 km sông chảy dọc theo các dòng chảy tự nhiên vào năm 2030. Thâm canh lâm nghiệp và đô thị hóa đang dần thúc đẩy sự suy thoái các môi trường sống tự nhiên. Hầu hết các sinh cảnh và các loài được bảo vệ của châu Âu có tình trạng bảo tồn tiêu cực và 1/3 trong số loài ong bướm có số lượng giảm dần. Đức thực hiện các biện pháp tăng trữ lượng khí đốt cho mùa đông. Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết Đức phải hạn chế việc sử dụng khí đốt tự nhiên và đưa nhiều hơn vào các cơ sở lưu trữ bằng cách dùng than để phát điện, nếu không quốc gia này sẽ gặp nhiều rắc rối hơn vào mùa đông. Khoảng 35% khí đốt của Đức nhập khẩu từ Nga được sử dụng để sản xuất điện. Việc gia tăng sản xuất điện than đánh dấu một bước quay đầu trong chính sách năng lượng của chính phủ Đức. Hiện tại, lượng khí đốt trong cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức là khoảng 56% công suất của họ và chính phủ hy vọng sẽ tăng lượng khí đốt lên 80% vào tháng 10 và 90% vào tháng 11. EasyJet cắt giảm thêm chuyến bay để tổ chức lại công tác vận hành. Hôm 20 tháng 6, hãng hàng không giá rẻ EasyJet của Anh công bố kế hoạch cắt giảm thêm các chuyến bay trong mùa hè sôi động để ưu tiên tổ chức lại công tác vận hành sau dịch COVID-19 trong bối cảnh hãng đang thiếu nhân viên ở các bộ phận làm việc mặt đất và cả phi công ở hai sân bay London Gatwick và Amsterdam. EasyJet dự kiến sẽ đạt công suất hoạt động bằng 87% của năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, và con số này sẽ lên 90% vào cuối tháng 9 tới.
Tháng trước hãng này dự kiến trong quý 3 và quý 4 năm nay đạt công suất vận hành lần lượt là 90% và 97% so với công suất của năm 2019. Giám đốc điều hành của EasyJet, Johan Lundgren, đã xin lỗi khi không thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng như mong đợi. Ông khẳng định hãng hàng không hiện đã cắt giảm các chuyến bay nhằm đối phó với sự cố sân bay và làm cho lịch trình của họ linh hoạt hơn, giảm nhu cầu hủy chuyến bay trong ngày. Cổ phiếu của EasyJet đang giao dịch ở mức thấp nhất trong 20 tháng, đã giảm 3% trong các giao dịch ban đầu. Các hãng hàng không và sân bay của châu Âu đã sa thải hàng nghìn nhân lực trong đại dịch COVID-19, khiến họ không được chuẩn bị để đối phó với nhu cầu tăng trở lại sau khi các hạn chế được dỡ bỏ. EasyJet cho biết số lượng hành khách trong tháng 4 và tháng 5 cao gấp 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 17 tháng 6, sân bay Gatwick tại London, sân bay lớn thứ hai của Anh, cũng đã đưa ra thông báo sẽ hạn chế số lượng bay trong dịp hè do tình trạng thiếu hụt nhân lực tiếp diễn. Hạn giới hạn các chuyến bay ở mức 825 một ngày trong tháng 7 và 850 chuyến bay một ngày vào tháng 8 để tránh hỗn loạn và tránh việc hủy chuyến trong ngày. Hãng này thường khai thác khoảng 900 chuyến bay vào những ngày cao điểm trong tháng 8. Golden State Warrior kỷ niệm danh hiệu NBA năm 2022 với cuộc diễu hành qua San Francisco. Vào ngày 20 tháng 6, hàng chục nghìn người hâm mộ của Golden State Warrior tưng bừng khoác lên mình màu áo xanh vàng trên phố Market ở San Francisco để ăn mừng chiến tích vô địch NBA lần thứ tư trong 8 năm của đội. Các cầu thủ, người đã đánh bại Boston Celtics 4-2 để giành chức vô địch, đắm chìm trong sự ngưỡng mộ và hân hoan của người hâm mộ. Sau khi kết thúc với thành tích không mấy tốt đẹp của giải đấu vào năm 2020 và bỏ lỡ trận play-off mùa trước, không ít chuyên gia nghĩ rằng Warriors sẽ đạt đến đỉnh cao một lần nữa. Steph Curry và Klay Thompson, bộ đôi xạ thủ của Golden State cùng với thủ lĩnh Draymond Green, đã dẫn dắt đội bóng kịp thời cho vòng loại trực tiếp và từ đó đã giành lấy danh hiệu thứ 7 của nhượng quyền thương mại. Vừa rồi là những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất mà chúng tôi cập nhật được trong những ngày qua. Và anh em đừng quên, các bạn có hẹn với Thế Giới Đó Đây mỗi ngày trên kênh của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số tiếp theo.